Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại cái video ngày hôm nay của kênh Góc Xây Dựng nhá. Thì lại tiếp tục với cái series là đọc bản vẽ xây dựng. Thì hôm nay em Hoàng sẽ đi chia sẻ với mọi người cái cách mà anh em xem cái bản vẽ để anh em xây tường nhá. Đấy, thì để mình đổ cột xong thì mình sẽ bắt đầu đi vào cái giai đoạn là thi công xây tường. Thì bây giờ mình sẽ phải xem bản vẽ để mình xem là cái nhà này nó xây những cái bức tường nào, và xây những cái loại tường 10 hay là tường 20 hay là tường 30 đấy, và xây tường thì để những cái khoảng cách như thế nào đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào video chi tiết cụ thể để hướng dẫn anh em là cái cách xem bản vẽ để anh em xác định được là cái mặt bằng xây tường nó như thế nào. Thì ở đây mình có một cái căn nhà 2 tầng, thì hôm nay mình sẽ đi chỉ cho mọi người từ mặt bằng xây tường tầng 1 cho đến mặt bằng xây tường tầng 2 nhé. Đấy, thì ở đây cái mặt bằng xây tường của tầng 1 thì là mọi người đang thì xây tầng 1 chẳng hạn, thì trước khi xây tường tầng 1 thì anh em sẽ phải dở bản thiết kế ra, anh em xem họ yêu cầu mình xây tường gì ở đâu. Thì ở đây mọi người cũng có thể thấy nó đang thì thể hiện rất là nhiều chi tiết đấy. Nếu mà anh em mới vào nghề thì nhìn vào có thể là không hiểu được là chúng ta nên xây tường gì ở đâu như thế nào. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể cho những cái bạn nào mà chưa biết cách xem bản vẽ thiết kế, thì có thể là xem xong video này có thể là làm được đấy. Thì mọi người xem thì chú ý lắng nghe và nhớ là đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Góc Xây Dựng đấy, và chia sẻ video cho những anh em nào là cùng ngành nghề xây dựng có thể xem và có thể là phát huy thêm tay nghề nhé. Thì bây giờ em sẽ vào chi tiết luôn. Đấy, như mọi người nhìn thấy là những cái nét đứt gạch ở đây thì là họ là thể hiện là tường xây nhé. Đấy, những cái nét đứt mà tô đậm ở đây thì họ là thể hiện những cái tường xây. Đấy, còn những cái ô đen đen vuông vuông là những cái ô cột của chúng ta. Đấy, là những cái ô cột nhé. Đấy, thì mọi người cũng có thể thấy, ví dụ như nhà này là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái cột. Đấy, thì chúng ta sẽ đổ 8 cái cột. Đấy, đổ xong 8 cái cột này thì bây giờ chúng ta sẽ xác định xây tường. Đấy, thì anh em ví dụ mình sẽ nói từ cái bước mặt tiền đầu tiên. Mặt tiền ở đây. Đấy, thì nó sẽ biểu thị là cái cột, hình cột ở đây là cột 2200. Cột 22, nghĩa là tường 20. Thì mọi người nhìn lên trên này. Đấy, nhìn lên dòng xuống thì mọi người nhìn thấy đây là họ xây hai cái bạo cửa hai bên. Xây bằng tường 20. Đấy, thì mọi người xem mọi người cũng có thể là hình dung được là chúng ta sẽ xây cái tường này là tường 20 ở cái mặt tiền. Đấy, thì xây tường 20 này với khoảng cách bao nhiêu thì anh em hãy nhìn gióng sang đây. Đấy, anh em hãy nhìn gióng sang bên này, nhìn từ bên này gióng sang đây thì nhìn thấy là 880, thì là nghĩa là cái bạo cửa này xây bằng tường 20 mà để với cái khoảng cách là 88 phân một bạo. Bên này cũng 88 phân, đo từ cột ra nhá, đo từ lòng trong của cột ra tới đây là 88 phân. Bên này thế, đo là 88 phân là anh em xây gạch để anh em để cái khu cửa này cho người ta. Đấy là về cái mặt tiền, còn như kiểu cái mặt dọc đây. Mọi người nhìn thấy cái đường dọc đây thì nó cũng thể hiện đây là 220, thì nghĩa là cái tường này là xây bằng tường 20 nha mọi người nhá. Xây bằng tường 20. Nhưng mà đến cái bước này, cái bước ở đằng cuối này họ lại không có hai đường mà họ chỉ có một đường, thì chúng ta lại phải nhìn sang cái vòng đuôi này. Đấy, chúng ta nhìn sang bên này. Đấy, bên này thì nó sẽ hiện lên là 110, nghĩa là chúng ta sẽ xây bằng tường 10. Đấy, thì từ cái đoạn hậu này, đoạn cuối nhà này đi lên tới cái khu cầu thang này thì chúng ta sẽ bắt buộc phải xây bằng tường 10 nhá. Đấy, thì từ đây đổ lên là xây bằng tường 20. Còn từ đây đổ xuống thì xây bằng tường 10 nhá. Đấy. Và tiếp tục sang bên mảnh bên sườn bên nhà bên này nữa thì chúng ta cũng sẽ nhìn sang bên này. Đấy, nhìn sang bên này, ở đây cái cột của nó là cột 220. Đấy, cột 220, nhưng mà ở đây nó hiển thị là có một vạch đen thôi. Đấy, chúng ta nhìn kéo xuống dưới này. Đấy, một vạch đen, nó có 110 này. Đấy, 110. Đấy, thì chúng ta sẽ phải xây tường 10, kéo hết cái bức này, tất cả đều xây bằng tường 10 hết. Đấy. Đấy, tường 10 là tường một viên gạch nằm ngang này, là 10 phân đấy, người ta gọi là tường 10 nhá mọi người nhá. Đấy, thì tất cả cái bức này đều là xây bằng tường 10. Đấy, tiếp theo chúng ta nhìn về đằng đuôi này cũng thế.
Đấy, chúng ta xem bản vẽ, chúng ta nhìn về nguyên thì thấy, chúng ta cũng thấy. Đấy, họ hiển thị là 110 thì bức của cuối cùng này cũng đã xây bằng từ 10. Đấy, tiếp theo đến cái bức ngăn phòng ngủ này nữa, phòng ngủ 14 mét vuông này thì họ cũng hiển thị là 110 thì chúng ta cũng xây bằng từ 10. Đấy. Và tiếp theo cái chỗ để cửa, cái chỗ bọng cửa xây này thì chỗ này nó hiển thị là 26 26 phân. Đấy. 26 phân. Đấy, 265 thì chúng ta tưởng tượng là 26 phân thì chúng ta sẽ ốp một viên gạch ở đây nhé. Họ đo đây là đo phủ cả cái tường 10 nữa, thì cái tường 10 này là 10 phân rồi, chúng ta sẽ ốp một viên gạch 10 phân lên đây để chúng ta tạo cái bạo cửa nhé. Chúng ta tạo thành một cái bạo cửa ở đây 10 phân đấy. Còn cái bức này từ đây ra tới chỗ này là 3m95 đấy, 3m95 thì chúng ta sẽ phải đo từ đây ra tới cái bạo này là 3m95 là chúng ta xây tường 10. Đấy, thì cái mặt bằng tầng 1 này của nó đối với những cái tường thì rất đơn giản thôi. Đấy, đây là mình đang thì nói dựa trên cái bản vẽ thiết kế của nhà ống. Còn ví dụ như anh em mà những cái nhà cấp 4 hoặc bất cứ cái nhà nào thì trong bản thiết kế họ đều là làm như trình tự như thế này cả. Đấy, để cho anh em xem mà dễ hiểu nhá. Đấy, chứ không phải là bản vẽ muốn bản vẽ khác nhau đâu. Đấy, nó chỉ có khác nhau về cách bố trí thôi, cách bố trí các cái tường thôi nhá. Còn về cái cách xem về cách xây tường thì đa phần là áp dụng như thế này cả nha mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lên mặt bằng tầng 2 để mình cho mọi người xem cái xây tường của tầng 2 như thế nào. Đấy. Đây, mọi người cũng có thể thấy. Đấy, cái xây tầng của tầng 2 thì nó cũng không khác gì ở tầng 1. Đấy, thì bên bức cái bức bức ở bên này thì nó cũng hiển thị sang bên này là 220. Đấy, thì chúng ta sẽ xây cái bức này ra tới chỗ cầu thang này cũng là tường 20. Đấy, còn bên này đấy, kéo dài dưới kia nó hiển thị 110, bên này nó cũng hiển thị 110, thì chúng ta sẽ xây hết cái tuyến dài này là tường 10 nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ xây hết cái tuyến này từng là tường 10. Tiếp tục đến cái khu vực phòng ngủ đây, đấy họ cũng hiển thị là 110 đây. Đây mình quay gần cho mọi người nhìn đây nhá, mình sẽ lấy nét cho mọi người xem. Đấy, thì cái chỗ này nó cũng hiển thị là 110. Thì nhưng cái chỗ này thì chúng ta cũng có thể xác định được là chỗ này là họ xây một tường 10 hết. Đấy, bên này họ cũng xây một tường 10 hết. Đấy, tất cả bao quanh khu vực này đều là tường 10 nha. Đấy, chỉ có khác là anh em xây tường 10 đến đoạn nào là anh em xây tường 10 đấy, và đến cái đoạn nào là anh em để cửa. Đấy, nó chỉ khác là như vậy thôi. Đấy, còn ở cái nhà này thì tất cả đều xây tường 10 hết, có mỗi cái hai cái đoạn này là xây tường 20 thôi. Đấy, còn những cái nhà khác ví dụ nó cũng áp dụng đúng như thế này thôi. Đấy, chứ không phải là nhà nào nó cũng xây kiểu này đâu. Đấy, nhiều nhà nó chỉ khác nhau cách bố trí thôi anh em nhé, khác nhau cách bố trí. Còn về cách xem bản vẽ thì nó đa phần là như nhau nha mọi người nhé, như nhau. Đấy, nhưng mà anh em nhớ những cái chi tiết chỗ cửa này đấy là anh em rất hay nhầm nhé. Đây nhá, mình chỉ anh em cái chỗ này lưu ý cực kỳ quan trọng này khi anh em xem bản thiết kế này. Đây, như chỗ này đấy, nó lại ghi là 220 thì anh em hãy tưởng là cái bức tường này là xây bằng tường 20 là sai nhá, là sai hoàn toàn nhé. Đấy, mà là ý người ta bảo là cái bạo cửa này này đấy, xây từ cái góc cửa này ra tới chỗ cái tường này là 22 phân, là bằng một viên gạch đấy, chúng ta để nằm ra đây. Đấy, ý là cái bạo này của chúng ta là có cái chiều rộng của nó là 22 phân, chứ không phải là hết cái tuyến này, hết cái tuyến tường này là anh em xây tường 20 nhá. Đấy là sai nhá, để anh em chú ý. Nhưng cái lưu ý khi anh em xem bản vẽ thiết kế là anh em cũng phải xem cho nó cẩn thận để tránh là sai lầm là anh em xây lên phải đi đập đi là rất là vất vả nhá. Cả ở đây thì đây mọi người nhìn chỗ này này, cũng ghi là 220 này. Đây mọi người mà không hiểu ra thì tưởng đây tất cả các tuyến này xây bằng tường 20. Thế là sai hoàn toàn nha mọi người nhá. Thế là sai hoàn toàn đấy. Đấy là anh em cực kỳ phải lưu ý khi anh em thi công bất cứ một cái công trình nào đó thì anh em cũng phải xác định được là đọc được bản vẽ thiết kế thì anh em mới có thể làm được. Đấy, thì mình cũng chỉ anh em về cách xây tường rất đơn giản như vậy thôi để cho các bạn là mới vào nghề thì cũng có thể là biết cách xem bản vẽ thiết kế về cái phần xây tường. Đấy, xây tường sao cho nó đúng đúng với bản vẽ thiết kế, tránh bị sai. Đấy, anh em xem rút kinh nghiệm thì anh em thấy hay thì nhớ phải đăng ký kênh Góc Xây Dựng để ủng hộ cho kênh Góc Xây Dựng nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.